Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 23 tháng 6 năm 2023, Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị lồng ghép các nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, tổng kết 5 năm phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, đánh giá giữa kỳ 2020-2025 về thực hiện quyết định 1336 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Lê Mậu Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tới dự. Hội nghị được đón các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi huyện, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi các xã, thị trấn, chủ nhiệm các câu lạc bộ, liên thế hệ tự giúp nhau theo đề án 200, 300, 400 và VE071. Các cá nhân tiêu biểu trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Ông Trần Đức Thanh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi huyện, khai mạc hội nghị. Thực hiện quy chế hoạt động Hội Quan chấp hành Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và chương trình công tác hội năm 2023. Hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời trong hội nghị hôm nay, chúng ta cũng sẽ tổ chức đánh giá giữa kỳ việc thực hiện quyết định 1336. Cái quyết định này là của Thủ tướng Chính phủ, và theo tinh thần quyết định này, Ủy ban dân tỉnh có ban hành quyết định 5133 về việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong tổ chức biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Sự thực thì người cao tuổi chúng ta mặc dù tuổi cao rồi, nhưng mà trên địa bàn huyện Đông Sơn chúng ta số người cao tuổi đang còn tiếp tục và còn khả năng tham gia lao động sản xuất, hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực cũng còn rất nhiều. Chúng tôi ước tính có khoảng 65-70%. Thì số liệu này có thể nó không phù hợp với ở một số địa phương khác, nhưng đối với chúng ta thì ở nông thôn, cho nên là cái điều kiện tham gia lao động sản xuất ở quy mô khác nhau của người cao tuổi vẫn còn rất nhiều, đóng góp tích cực cho cái việc phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là góp phần của con cháu phát triển kinh tế của gia đình, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Hàng năm chúng ta đều có biểu dương những người cao tuổi làm kinh tế giỏi, và trong các biểu thống kê chúng tôi cũng yêu cầu chúng ta báo cáo số liệu này. Nhưng mà sau 5 năm thì chúng ta nhìn lại và lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để chúng ta biểu dương tôn vinh các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế. Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Sơn. Ông Trần Đức Thanh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Sơn, thông qua các báo cáo. Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, đóng góp những điểm làm tốt, những tồn tại hạn chế, những cách làm hay để các xã học tập. Tôi, Chi hội trưởng Chi hội Người Cao Tuổi thôn Phú Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ thôn Phú Bình theo đề án 300 thành lập ngày 6 tháng 4 năm 2021 với 70 thành viên, 48 thành viên là người cao tuổi, tỷ lệ 68,5%, 53 là nữ, tỷ lệ 75%, duy trì hoạt động đều đặn. Về mặt ưu khuyết điểm, được sự quan tâm của thường trực Hội Người Cao Tuổi xã Đông Phú, chính quyền, mặt trận cơ sở, thôn liên tục quan tâm, động viên giúp đỡ những khi câu lạc bộ tổ chức sinh nhật, tổ chức sơ kết, tổ chức vận động đều có mặt lãnh đạo địa phương. Chính vì vậy là một nguồn động viên lớn cho câu lạc bộ chúng tôi hoạt động. Về mặt Hội Người Cao Tuổi lồng ghép, chúng tôi hiện nay có 220 hội viên, mỗi một hội viên là 700.000. Khi hội viên ốm đau thăm hỏi đúng một đời người 2 lần, khi qua đời tổng số 1.220.000 đồng. Hiện nay cả câu lạc bộ và Hội Người Cao Tuổi chúng tôi đang điều hành 275 triệu cho vay với lãi suất 1%. Về phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, 5 năm qua, người cao tuổi huyện cùng các cấp hội cơ sở
đã triển khai sâu rộng phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi với những nội dung, hình thức phù hợp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Toàn huyện có khoảng 9.750 người cao tuổi đang trực tiếp lao động sản xuất kinh doanh. Trong đó có 66 người cao tuổi là chủ trang trại, gia trại nông nghiệp, 209 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, trong đó cấp cơ sở 199 người. Nhân dịp này, Hội Người Cao Tuổi huyện đã tặng giấy khen cho 7 cá nhân, đề nghị Hội Người Cao Tuổi tỉnh khen tặng cho 3 cá nhân và biểu dương 199 người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp cơ sở. Theo tinh thần đó thì rất mong là các vị chủ tịch hội các xã, các chủ nhiệm của các câu lạc bộ hết sức quan tâm, và cũng rất mong là các vị hôm nay được biểu dương ở huyện tiếp tục phát huy cái tinh thần lao động sản xuất và lan tỏa cái tinh thần này đối với tất cả hội viên cao tuổi ở các địa bàn để chúng ta góp phần phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương để Đông Sơn chúng ta tiếp tục phát triển trong thời gian tới và trước mắt là trong 6 tháng cuối năm 2023. Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc cho công việc của chúng ta từ nay đến cuối năm hanh thông và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tất cả các địa bàn của xã của chúng ta. Xin cảm ơn và xin